Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit H. Injury. Injury. Tạm biệt với cái chữ noun. Muscle. Chữ noun. Football. Football. Chữ noun. Stretch. Stretch. Đây là vị trí verb sử dụng chứng. Dehydrate. Dehydrate. Vị trí verb a ball, a ball, ta bất be a ball, chẳng hạn be a ball, bây giờ be a ball too, chẳng hạn đó. Terrible, terrible, chỉ adjective. Properly, properly, mình chỉ adverb. Fiber, fiber, vị trí noun. Hello everybody. Okay, now we start our lesson. Unit A, healthy lifestyle. Nó không mê riêng tì, bằng bài này cứ mên cô ổng nó. Discussing eating and lifestyle choices. Ok, tỏ, dừng chạp đa mê riêng tèm đó. Nó không mê riêng tì, cứ lực rưu bàn, phần lật chi vi tàu, ôi bồn bồn. Riêng cứ an bình dấu bỏ prái, chi vi sạc không ai. Cứ bị tùm bò nơi mê riêng tìm bằng bấy rồi hốt đợi trong mình chọc nơi mê riêng tìm bằng bấy. Mình chạy recording ở bốn sắp nghiên xua xong rạp ôn đại riêng xói xói. Ất sau bộ cái bọn anh mơ vịt ô được rồi lần. Và bằng bấy nghe dốn. Hãy bọn anh mơ bê nạc ở bàn này. Và. Ok. Healthy lifestyle. Mình là cao rút nấu. Mình là biếp mình cao rút nấu. Thua dạng ná ở mình sọc thiệp lọ. If we practice every day, cái đặc bờ sân, dương hạt, chỉ riêng rõ thế ngay, we will get better. Dương nâng, lọ bởi xa chừng nâng. Get ý dương ọt bỏ ra từ tù lý vì chỉ linking word. Better ní mau biệt thật good, cả priệp thiệp con niếm. Good, better, best. Look at the picture, cửa lệ mơ rụp hiếp. What is happening? Ta với công phúc cả là, tell your partner, prap lai cú rồi bọn nè. Chân bồn mơ rút kia bọn nè. Listen to the quiet speaking. Đạp tàu cú vòng vật nó như vậy. Chân bồn chạm sạp thẻ thần học nế. Tape script 3.8.1. Hi everyone. Hi coach! As you all know, we have a match on Sunday against Sisobat High School. Now you all know that it is important to eat properly before the game. If you eat more fruit and vegetables, your body will feel healthier. But I like to eat a few hamburgers. If you eat too much fast food, you will feel terrible. You won't feel healthy if you eat too much fast food. You all know that it's very important to stretch your muscles before and after the game. If you stretch your muscles before the game, you will get fewer injuries. If you are injured, you won't be able to play. Can we eat a big breakfast? No, don't eat too much before the game. You will feel sick if you eat too much. Eat plenty of protein the night before the game. If you eat plenty of protein, you will have more energy. It's also important to get plenty of sleep. If you don't go to bed early, you will feel tired. If you feel tired, you won't play well. If you don't play well, we won't win the game. How often are we going to practice this week? We will practice playing football every day. You won't win the football match if you don't practice every day. The game will finish at 11:45 a.m. Afterwards, we will all come back to school on the bus. We have a new football kit to wear on Sunday. If you haven't had your new football kit yet, let me know and I will give it to you. You won't be able to play if you haven't got your kit. Okay, that's it for now. Good luck on Sunday. Thanks, coach! End of tape script 3.8.1. Nó có một cái sạp này, bởi xin bọn sạp ở bán, bọn ai xa sạp là mình. Khi nào nó mới bọn hộ và hà giang ná, thôi mình sọc việc lọ. Vì chỉ cả bất nát thông đá, trong này hả, dương hộp. Mình rớt trong này hà nó cứ bằng co ở dưới miền cực nặng mình là miền chủng ngư dương hộ và hà bạc ná cứ riêng ca dưới cứ tự tu phó bạc nặng
dương hốp chùm này ha mình lõ cứ thua ở riêng ca dương miên chùm ngư thật tam bộ phép nè mà chấn con ca hốp và hát cứ ôn thở chê rơ ta hốp hà ná để thua ở dương miên sụp phép lõ hay hà ná đang hốp tới dương bằng co ở dương miên sụp phép mình lõ mà thua hà rồi ngày ní cứ sẽ thấy chữ pha phút hay vì miên chết ọ môn tràn để thua dương chập liên cài những cứ lụt lọt tơ tạm là phù huy miên chết họ môn trả ok tỏ dương mình to miên liên bây giờ tiếp what game are the student going to play ta sẽ thằng ọ nâng lấy game away game mà dương bỏ chóng hay lọc bay game mình đáng dương thông đa lớn về game game này what food should they eat to be healthy ta mà hộp nà khá à vậy là phụ cái cua tại hộp làm bay ở miền sọc phiệp đó might the pictures to the word in the box chân mơ của ông mới đi lục hiệp này injury mình đề thà cà rô một buộc mascot sạch đồn football kit ông mới đi xâm lý vẻ cái là strength và lọc kịch chẳng á chúng tôi mở mắt đầu kiếm mùi nè việc stress stress với mình đi than dì rùm này với cái chân chiếc ách bọt thà đi dương niệm quay đi hết là nó stress mẹn lọc cây chứ là cừu mình bọt bây giờ khó stress nó cứ này với chân và đọc ôn chạm thà này với cái chân cứ này với chiếc kê sạp mình thua ở dưới sần đột chương nó là dương hà stress chân lại nếu này cái từ sần đột chương này nó stress gì luôn cứ này bị tràn dương ai bỏ lại nếu cứ mình là sần đột chương sần đột cái nó và dùng tờ tàm mà ạp tầm đấy chỉ là đi sẩn thân đi liệt sẩn thân ấy nó sẩn dữ là sẩn đột chơi rồi cái nó stress listen again and fill in the gap if this happen bà sân ni cả là bà sân ni cả là ni nâng cả là chứ cả ni nâng mình cả là chứ con ai bùng phơi nhẹ luôn ấy mới nè bà sân nhẹ cái fly chơi bản lai chân riêng cai bằng nhẹ cái này nâng cái miên sọc thịt lò bà sân nhẹ nhằm phạt phút chân bê nhẹ nâng cái terrible nhau là mình lò bà sân nhẹ in chua bố nhẹ mạnh mình ai về bà sân nhẹ nhằm protein chân nhẹ nâng mạnh nhẹ more energy energy nếu tham một pol còn lắng energy bà sân nhẹ cái ho đẹp nhẹ mạnh lên bàn lò mình bà sân nè mình lên bàn lò nè mình mạnh chẳng kìa ôi bà ôn sẽ đặt bà đó tiết hai bà ôn ai bụng bình luôn ai nhé thêm khăn lời nó kì bà bà hỏi these sentences have the same meaning as though in activity 4 bà dốt tình ổn ní cư miên ạ tầm này đôi nâng tầng lúc nó có nâng activity 4 unscribble the word in the box B and write the sentence in your notebook. Thế nghe. Chẳng phụ ai mơ anh đi. Tầm phụ anh đi. Hay một tiếng nâng tầm phụ anh đi. Mình là việc được xem á. Nè kỳ đạp bật sân nè. Nâng miên là thà miên sọc phiếp là ồ. Phiên là ní. Vì chỉ linking verb. Nhưng mà chẳng bỏ ra thì vừa linking verb bỏ việc này. Thông mà đá phiên lưng dương bỏ thà miên là rồng. Bạn ta phê lý vị trí linking vào đối thủ bì chẳng kìa ra bà sân nẹ nâng miền sọc hiệp o bà sân bần lai nẹ hộp lại chớ hay nâng bần lai cho người ta nẹ hộp you eat more fruit and vegetable nè kìa ôi dân bà chạc vô nhá bọn ai thơ sẽ làm phiệp nâng bàn thế ai nghiệp unscribble nâng bàn thế use the word in bracket to write the ending of the sentences in your notebook. The picture can help you.
chúng prapi nó không cùng người chọn đồng bài sơ sơ ca mình chọn này bồi dưỡng nó không nội bộ của bạn nè rupee hiệp nó ai chơi nè bạn chẳng còn mơ rupee hiệp nó ai mơ bồi dưỡng nè phone sơ sơ mình chọn á u ti ho mũi kia tha bớt sân khi nhôm mẩn nhâm vitamin cột cón khi nhôm là ngày kia nè bớt sân khi nhôm nâng mẩn nhâm vitamin cột cón khi nhôm nâng mẩn miến tham một bộ cột cón thì energy tham một bộ ở trong video 2, 3, 4, 5, 6, 7 này còn ai nấy mất thực tế mới được biết được ai. If you do more exercise, bản thân nhẹ thua ca hạt pran tràn khí rít ca là bọn nhẹ nâng get stronger cái căn là clang tờ mỏ muốn strong clang mỏ muốn. Look at the picture, do the players look happy? Ta nhận lên tình ổn hơn này, mơ ta sẽ bài rơi đi thế. Hay là quay mình bạp lại cụ bằng này. Chân bộ ôn mơ cái lệ mơ rụp hiệp mơ này. Lên tình ổn hơn này, ta phụ quả nó sẽ bài rơi đi ổn. Cái lệ mơ ta. Chân bộ ôn chăm sẽ đọc thế. Tình ổn kia. Listen and read. Listen, read and check. Chân bộ ôn chăm tiên sẽ đọc mơ. Bồn mơ tèm ở đó. Ok, tỏ. Đọc được ọc nít. Tape script 3.8.2. I don't believe this. We've lost 5-1. If we keep playing football like this, we will lose all of our matches. I told you not to eat too much before the game. If you eat a lot of food, you will feel sick. You won't feel sick if you don't eat too much. Yes, thank you, Bisset. I also told you to drink plenty of water. If you run around a lot on a hot day, you will lose a lot of water and you will dehydrate. You won't dehydrate if you drink plenty of water. Okay, thanks, Bisset. Some of you are very unfit. You should do more exercise and eat a balanced diet. If you do more exercise, your body will get stronger. Your body will get stronger if you exercise. Yes, thank you, Bisset. I think everyone understands. If you eat a balanced diet, you will have more energy. You won't have enough energy if you don't eat a balanced diet. Besides, you look terrible. You need to change your diet. You eat too much fast food and you don't eat enough vitamins. If you eat more fruits and vegetables, you will get all the vitamins you need. If you eat too much fast food, you will get fat. If you get fat, you won't be able to run. Do you understand? Yes, coach. You won't be able to play football if you can't run. And stop drinking soda. If you keep drinking soda, you will put on weight. You should include more fiber in your diet. Fiber will help you digest your food. If you eat carrots and potatoes, you will get enough fiber. You won't win any football matches if you don't eat good food. So if you want to play next week, you will need to eat properly and practice every day. We will win if we practice every day. Now go home and get some rest. See you all at school on Monday. Yes, that's right. Thank you, Bisset. End of tape script 3.8.2. Ok, ta cứ bỏ bài bộ sạp tình ọc kia. Đồng bây ở nghề dấu khuệch mình là cụ bằng quật nó còn dạy thà. I don't believe this. Cái nhóm mình chưa đi thể. We've lost. Cái xe cả có phải chứ. Dương ban chanh pram tốt lần mùi. Bà sân dương khiếp lại ní bọt hàng nâu tài. Vì chỉ linking verb á. Bà sân dương nâu tải lên bà toàn đời nhí. Dương nâng chanh ca bà cuốt bà dương tặng ọc. Mạch mạch đến cứ ca bà cuốt. Nâng chỉ náu nó. Bà chỉ kê sắp mình là cụ còn. Chỉ náu nó là ca bà cuốt là nhí. Dương bọn là chơi khu chơi ấy đấy. Nây bị tràn thế này. I told you, khi nhóm prap nè. Not to, mình là khi nhóm prap nè. Cùng nhằm. Tràn bị môn game chẳng là môn cả lấy nhá. If you eat a lot of food, bà sân nè nhằm mô bà hà tràn bếp nè nâng chữ. Vì sắp dây thả. You won't feel sick, nè nâng chữ, nè nâng mần chữ. Bà sân bà nè mần nhằm tràn bếp. Khoan dây thả. Yes, thank you, bà ọc quần vì sắp.
Nhưng bạn bà phong đài thà nhằm tức chỉ tràn. Bà sân bà nẹ rốt tràn. Nó thường ngày cái đầu. Nẹ nâng bạc, lúc nâng bạc, nâng bạc chiết tức chỉ tràn. Hai nẹ nâng dehydrate. Dehydrate nếu như là sọc chiết tức. Dehydrate dương rốt bê nhờ dương ở bàn nhắm tức tràn. Vì riêng cài dương như dehydrate, nên là sọc chiết tức. You won't dehydrate. Nẹ nâng mần sóc chết tật tế. Bà sân mà nẹ nhằm tức chỉ trả. Ok sang. Ok ọc con. Vì sao? Some of you. Mình ra ta. Nẹ khlác nông chấm lòm nẹ tặng ọc nế nâng ạ. Mình miên sóc phép lò tế. Unfit. Mà bị fit. Fit nâng miên sóc phép lò. Rồi dương đã bị ăn cư mình. Mình miên sóc phép lò tế. You should do more exercise. Nẹ cua tài hát pran ở bàn tràn. Hãy nên nhắm balance diet. Mình đã hà bởi trăm tháng ngày. Đại vì mình là xong một tốt cho người ta hà đây. Nhắm tốt thua ở riêng cây. Nhưng lụt lọt dừng hào thá balance diet. If you do more exercise. Bởi sân này hát pran tràn. Riêng cây là bỏ nẹ căn đời rừng mòn. Vì sân dây thả. Your body. Riêng cây bỏ nẹ căn đời rừng mòn. Bởi sân này hát pran tràn. Yes, thank you. Bạn ở con vị sật. Khiếm kết thả nẹ rõ ní dùl. Bà sân bà nẹ nhắm bà lần đại ạc mẹ nè. Nhắm hà bà chăm tháng ngày để thua ở riêng cái lụt lốt. Nẹ nâng miên tham một bộ tràn. Energy. Nẹ nâng mần miên tham một bộ cực cron. Bà sân bà nẹ mần nhắm bà lần đại ạc vị sật. You look terrible. Mẹ nẹ mô tớ cư mần lọ cho người ta rì. Sâu sâu luôn á. You need to change. Nè, trao tài. Need to nó trao tài rất là chậm bệnh. Change plug low. À ha, bây giờ ngay bọn nè. Đại ấn là ha, là dương nhà mòn ấy là đại ấn. You eat too much fast food. Nè, nhằm fast food chỉ làm về. Hay nè, mình nhằm vitamin. Cục cron. Bởi sân mà nè, nhằm lại chơi nâng mình lại cục cron. Ở chán. Nè, nâng. Từ tu ban vitamin gì chán nè, nè, trao cả. Bà sân mà nè nhằm pha phút tràn bệnh nè càng đẹp thọ. Ghét. Ghét như bà là càng tay rớt tay. Vì chỉ linh kinh bà. Bà sân mà nè càng đẹp thọ. Nè nâng mình ai rớt vàng thế. Bà nè dù thế. Yes coach. You won't be a ball. Nè nâng mình ai lên bà tỏ. Bà sân mà nè mình ai rớt. Hai chục nhằm sô đà tầm. Bà sân mà nè nâu tay. Khiếp là nè dương bọ là nâu tay. Tạm bất khiếp nâng rẽ xa rồi gật tục. Bạn ta vì chỉ linking verb nâu tay rất là bận to. Nếu nâu tay nhằm, cái xong là phải khỏi keep bộ anh chị. Mình là bỏ thả keep nó nâu tay. Vì chỉ linking verb. Nếu nâu tay nhằm sổ đá. Nếu nâng lang tổng hồn, put on weight. Mình là ọt xin rõ tổng hồn này, put on weight. You should include nếu cua tay rồi mình cho là more fiber. Chỉ fiber. Nó không là hai nhằm bởi chạm thằng này bỏ nè. Fiber will help you digest your food. A fiber nâng chui ở nẹ rùm lê ở hà rồi nè. Digest. Bật sân mà nẹ nhằm cổ rớt hay nâng rùm lông bà ráng. Nẹ nâng miên chít fiber cục rõ. Nẹ nâng mình chết nè. Ca bà cuột bà tuột nà mùi thề. Bật sân mà nẹ mình nhằm một hộp lò lò. Nếu chứ nè bật sân mà nẹ chọn lên nà sập đá cáo nẹ nâng chăm bách nhằm. Properly mình là tạm thông bà đá hơi nâng hát chỉ riêng vào tháng ngày. Vì sân dễ thả dương nâng chứ nè bà sân bởi dương hát chỉ riêng vào tháng ngày để lâu tập tiết hơi. Xong rạc là chút nế nâu ai sẽ lãi nâng ngày chẳng. Khoa dễ đã ơ, dead right. Xin chú vì sân. Chúng bà sân bồn sạp bàn bỏ bà bồn ảnh bà xa lăng bình. Unscribble the letter to make a correct word. And find it meaning. Unscribble a saw. Tâu nâng đâm bay bằng cà bịa trầm trấu. Hai nâng rộng ảnh khơi. Anh tình đấy được bọc bìa. Nhẹ chân phố mơ này. Ta dừng đặt tam lùng đạm mạch. Nhìn nghe. Nâng dehydrate rồi còn mạch đấy. Nhìn loose water. Mình đã bắt bóng chiếc tất bì rình cài bằng này. Anh ấy cái niệm fiber chứ nhé. Mình là việc xong khăn là làm bài chui ở dưỡng là đi gas food. Mình lìa hả. Anh ấy cái niệm terrible chứ nhé. Đi gặp mạch.
Another way là biết môi xây tiết để dây thao viên mình lọ. Đây kia nè, adverb ạ. Mình, mình là thua vậy vậy, cứ trầm trầm. Nó properly rưu gầm mấy. Nhi bị cái nè, mình là thao viên ai thua. Nhưng ấy cái ấm bò, chẳng phổ này riêng biết tao nó đọc hình xê cho mình phô bò phô. Read the story again. Make the first part of the sentence from box A with the second part of the sentence in box B to answer the question. Write the sentences in your notebook. Example. What will happen if the football player kể ra ta ở với nâng cạt lại bà sân bà nẹ lên bà toàn mình nhằm tất cực rồi. Thì vì ta ở với nâng cạt lại bà sân bà bị sất nhằm sô đà chẳng. Hay là với nẹ lên bà toàn cua tại nhằm cờ rốt hay nâng đùm lô bà răng ở bàn chẳng. Ta ở với nâng cạt lại bà sân bà nẹ lên bà toàn nhằm chẳng bình. Ta ở với nâng cạt lại bà sân bà nẹ lên bà toàn hạt chỉ riêng rốt ngay. Ta ở với nâng cạt lại bà sân nẹ lên bà toàn hạt. Nhi cư phần này A, nhi cư phần này B. Nó có nông video tiếng ớ nít sắc tài chìa lẹ khăn tìm mùi. Nhưng hà phương kỳ định xuống nó, nó có nông mì riêng nít cư bằng 2 nhằm tì ở bộ ôn dô lợi tì cả pra. Phương kỳ định xuống nó. Bà sân nẹ lên mình nhằm tật cực cực. Chẳng bộ ôn đọc thêm to tầm đó. Listen, check and repeat. Tập chắc đọc sẵn đọc ngọc nít. Tape script 3.8.3 1. If the players don't drink enough water, they will dehydrate. 2. If Bissett drinks too much soda, he will get fat. 3. If the players eat potatoes and carrots, they will have more fiber in their diet. 4. If the players eat too much, they will feel sick. 5. If the players practice every day, they will win. 6. If the players exercise, they will get stronger. End of tape script 3.8.3. Have a friend. Your friend has sent you a text. Mình là mật phẹt ở bọn nhạc bàn phía nhà ở nhạc nó ở tập bọn mùi. Has sent đến cái cư cao present perfect. He is very unhealthy. Quán nó cứ miên sọc phiếp lọ nè. Quán nó mình miên sọc phiếp lọ thì. Unhealthy. Send a text back to him. Recommend 5 ways he can improve his health. Improve nó cứ thua dạng nào vì improve thì đi chậm ra đó. Sắp phía phát nè. Example. If you eat too much fast food, you will feel sick. Bà sân mà nè nhằm fast food chỉ là bếp nè nâng chữ. Nếu dân hào ta first conditional, nó không bị riêng nó cứ trong một ôn vô lòng phi ca pra first conditional càng là chậm bạc. Chúng thông ra bà sân if hai cứ sập chịch miền vừa phải chẳng mất. Hai miền sập chịch hay miền vil. Đạch khác cứ miền vil trong thẳng đó. Chúng bồn mơ bị dỗ ế. Rồi đọc ý ta bồn ai bằng bình hồn ai bàn thế. If you drink, thì cái soda, you mình. Rít sạch ta chia bị dỗ lẹ khăn thẳng đó. Đẹp bồn. Trâu bằng bình bồn ai bằng bình bàn rồi mơ ăn ta bọt thằng lửa. Look at the picture. Why is Bissett always tired? Glee mơ rộp hiếp hát ấy bàn chì Bissett tại the hot way mà lại. Ok. Chúng bố ôn chăm đọc thêm tên ọc liếc. Bạn tỏ bị đọc thêm chăm lục rù bọc prai ở bốn dân. Chúng bố ôn sẽ đọc sẵn. Script 3.8.4. You don't look too good, Bissett. I heard your team lost the football match 5-1. I know, it was a bad game. Too many of the players aren't fit enough. That's why they beat us easily. And I didn't go to bed until midnight the night before the game. Wow, that doesn't sound good.
12 hours sleep is too much, but 5 or 6 hours sleep isn't enough. If you keep going to bed late, you will feel tired all the time. What were you doing on the night before the game? I was chatting with the other players on Facebook for 5 hours. Oh, Bisset, 5 hours is too many. 1 hour a night is enough. You won't have enough time to do your homework if you spend too much time on Facebook. Did you do your homework? No, I didn't. I didn't have enough time. You will get into trouble if you don't do your homework. If you get into trouble at school, your father will get angry. Have you eaten breakfast today? No, I haven't. I was late for school. I had too many jobs to do, so I didn't have enough time for breakfast. If you don't eat your breakfast, you will feel tired all day. If you feel tired, you won't be able to focus on what the teacher says. You watch too much television, and you don't spend enough time studying. It's also important to eat healthily. If you eat enough good food, you will feel healthier. You should listen to your football coach. He recommended some good ways to improve your lifestyle. If you listen to your coach, you will soon feel better. What did he say to you? He said I eat too many hamburgers, and that's why I don't have enough energy. I don't eat enough fruit and vegetables. He said I drink too many sodas, and I don't drink enough water. That's why I dehydrate so fast during the game. Fast food isn't very nutritious. He also said, if I don't do more exercise, I won't be fit enough to play football. Exercise. I need to do more exercise. Facebook is okay if you look at it for a short time. If you look at Facebook too much, you won't have enough time to do anything else. We have great food in Cambodia, fresh vegetables, full of nutritious vitamins. It's not enough just to eat one banana. You need to change your diet and your lifestyle. And let the group of five from Slap Tamil. Here's the data. You don't look too good. Nè, mình mơ tới cứ lo thì bị sợ. Khi em lưu tha, con rồi bọn nè, dù chìm lo chăn cả một cuộc bàn toàn, prám tôn lòng mùi. Bị sợ dễ tha, khi em đăng, vì cứ chỉ ở bad game. Too many of the player, mình là nè lên chỉ tràn, mình miền sọc việc đó cực rộng thì. Nước cứ chìm mùa là hạt đại bộ kê, beat us easily. Mình thì nó cứ chưa mùa hoạt lại là bộ kê nó cứ vui dân dàng như xuống. Mình là phát đồ lớn á. Bịt nhé mình là bọn dưới bì nghèo phát chẳng á. Thua dân chẳng dàng như xuống. Bịt nó cứ nây với mình thì thà vui bọc ấy. Được là phát chẳng á. Nó cứ bịt nó ngay. Nây với chẳng. Hát nhưng mình ban tổ đề hốt đọc bẹc là dục nơi dục môn game này. Wow nu mình lưu sô hạc đôi chìa lọ thế cho nên nu mình hạc đôi chìa lọ thế sau nó mình hạc đôi chìa vì chìa linking vợ mình là lưu sô hạc đôi chìa đọc bì màu mình là ca kê đọc bì màu vư vị tràn bê giói có bản tác pram rưu có bổng mối màu ca kê nhớ cứ mình cực rộn thế. Bà sân nẹ nâu tai bằng tỏ. Tổ kê nhớ nẹ nâng chư cực bê bê liền. Ta nẹ nâng thua ấy nâu bê dục môn à kèm nâng. Ai qua chat thì mình khi nhóm cũng phong chat chỉ mỗi nâng nẹ lên nó tay tiết nó tạm Facebook dạ bê pra mong. Hiện ra ô bì sật pra mong cứ bị tràn bê dài mùi máu nó bê dục nó bê cực rộn. Nè nâng mình miên bê cực rộn là bây thua hôm vô bà nè tế. Bà sân bà nè chùm nài bê tràn bê tờ lơ Facebook. Ta nè thua hôm vô tế. No, I didn't kêu mình tế. I didn't have enough time. Mình kêu mình miên bê cực rộn tế. Hiêng dây thà. Nè nâng miên bà nhà get into trouble. Mình là miên bà nhà get into trouble. Bà sân bà nè mình thua hôm vô bà nè. Bà sân mà nẹ miền bà nhà nào ai xa lá, ở bốc bà nẹ nâng khẩm. Ghét nâng căng tay rực tay về đôi thu biến á. Vì chỉ linh kinh vợp thì rung vì ai pra nâng một con điểm bà.
Have you eaten? Ta đã ban nhà mà hà bê bật ngày này thế? No, I haven't. Khi ông mình thế, thì cái xe xua chỉ cả present có phải chứ? Khi ông dứt xâm rạp xa la riêng. Khi ông miên là ca nghi chỉ trả nó bởi thờ, đừng chết khi ông mình miên bê cổ quân xâm rạp hà bê bật thế. Hiện đã bà sân bà nẹ mần nhà mà hà bê bật bà nẹ, nẹ nâng hót bênh mệt thế này. Bà sân bà nẹ hót, nẹ nâng mần ai đọt tổ lê ở vầy đại cụ bà nè dây thế. You watch, nẹ mơ tu tu chẳng bê hói nẹ mần chùm nai bê cổ quân ca sạc xa. Vì xong khăn phong ra đầm bầy nhằm ở miền sọc hiệp lọ. Bà sân bà nẹ nhằm hộp lọ lọ cổ quân. Nẹ nâng miền sọc hiệp lọ. Nẹ cua thật sắc cụ vọc bài tuột rồi bỏ nẹ. He recommended got all your ball nâu rồi biếp khlạc khlạc. Đầm bầy thua improves. Vì là thua ấy ca cụ nâu bỏ nẹ nâng vì improve. Bà sân bà nẹ sắc đập cụ vọc bà nẹ coach. Nè nâng chắp chắp cư lọ vật xa. Ta nè á ta quan nè dây ở vầy khá ta nè. Thì sẽ có bàn dây thà. Khi nhóm nhằm hamburger tràn bê nụ cư chư mù mù hà để khi nhóm mình miên tham một phôl cổ cổ rộn. Khi nhóm mình nhằm play chơ hay nâng bình lai cổ cổ rộn. Có bàn dây thà. Khi nhóm nhằm sơ đà tràn bê hay khi nhóm mình nhằm tất cổ cổ rộn. Nụ cư chư mù hà để khi nhóm sọ chết tất dehydrate. Lươn. Nó ổng lòng à kèm này. Cảm của nó. Phá phút nó cứ vì mình thua ở dân thùng lụt lọt tế. Còn bàn ở dây phòng đại tha. Bà sân khi nhóm mình hạt ở bàn trả lãn tế. Nhóm nâng mình miên sốc hiệp ở tế. Cô rộn là mấy lệnh bạc. Cô rộn tại đa tàu xa lá nó cứ vì mình men chỉ ca hạt. Cô rộn tế. Nhóm trâu tại thua ca hạt. Thảm thiệt. Facebook nó cứ ok. Bà sân mà nẹ mơ vì nào ai dạy cái này for short time. Bà sân nẹ mơ Facebook tràn bệ nẹ nâng mần miên bệ cổ quán là bày thua bày xây tiết tê. Ở dưới miên hộp đò lọ nông trong này dưới miên hộp hà lọ lọ nông tê cảm chí dưới miên fresh vegetable mình lại sọc sọc bộ bênh đã đòi vitamin để thua dưới thùng đục lọ. Vì mần cổ quán đầm bày nhằm thật là chị mùi tê. Nè trâu tại plug đô nâu à ha hộp và chăm ngay bỏ nè hay nâng cao được nâu rồi bỏ nè. Chân bật sân bồn sạp bản bán bồn hải xa sạp xa lần mình. Read the conversation and ca sân thần lý. So xe biết too much, too many hay nâng enough. Nâu khăn ông chân lọc thằng cao mẹ. So xe bởi dốc nâu khăn ông bụng bỏ nè. Chân bồn hải xa xe bồn hải mất. Ta biết too much, mình này thầm mắt too much, nhưng ai pra gần cõi niềm rộp ọt bàn. Mình này niềm gần cõi niềm rộp ọt bàn, nhưng pra too much, ai pra too many cứ niềm rộp bàn. Chứ bị in nọc, mình này thầm bị cực cỏng, chẳng bốn ai kết mất ta cái này ná. Kết tha too much, cái này ná, too many, hay cái này ná, trông nó bị in nọc. Chẳng xôm ở con bốn bốn nhỏ, cái này để bạn chung này bê về lì à. Địa phê sản xuất định tí chân này. Cứu bàn riêng trong bà lật vị tổ này lãng hưu cồm nóng xung khánh hưu chui bằng rừng bồn bồn đại riêng xoay để bồn riêng ở xa lá. Bồn sạp bản bàn ở sâu dớt bồn lại mơ vị tổ được cứu riêng xa lãng vinh. Bà đâm bây bằng rừng chúm lại đăng ở bà bồn. Hay nó không bị riêng cứ bồn dớt ăn ở chú bác hẳn phi. Cà bà lẹ khăn tìm mùi. Ta rụt bồn này lẹ khăn tìm mùi kê bà mạch. Để ní cứ cả phơ cần định sân đó là cái nạc bây giờ đại chí là cái nạc phơ cần định sân đó chân mình if I mean subject mean verb ở chân nó thăm má hay subject mean will and mean verb ở chân nó lý kỳ chí rụt môn này cả pra phơ cần định sân đó bà xong mà con bộ môn xa chết thầm mấy chụp nghĩa nó mì riêng tì phẩm buồn tỏ tiền goodbye.